Xin chào tất cả các chị của em Thảo nhá. Các chị ơi, ngày hôm nay em Thảo lại mang đến cho tất cả các chị nhà mình một cái siêu phẩm đồng có thể là che khuyết điểm rất tốt và mang lại cho các chị của nhà mình nét thanh lịch nè, sự nhẹ nhàng và đặc biệt là cực kỳ dễ thương và năng lượng nha. Đây, em Thảo xoay một vòng cho các chị nhà mình xem phong dáng nha. Đó, đối với em đồng này các chị ơi, mình vừa có thể mặc đi làm nè, đi chơi nè, đi cà phê với bạn bè ha. Và nhà cô sử dụng chất liệu này cho các chị đó là chất liệu tay mình thô. Và đối với sản phẩm này thì nó sẽ hạn chế độ nhăn tối đa cho các chị nè, tiết kiệm thời gian nè, đó, và giữ phong dáng màu sắc rất lâu cho các chị em của nhà mình ha. Đấy, rồi mẫu đầm này thì nhà cô sẽ may hai lớp và có phối túi cho các chị luôn nha. Với thiết kế này thì nhà cô sẽ có hai màu cho các chị của nhà mình lựa chọn, đó là màu xanh thiên thanh em Thảo đang mặc và thêm một tông màu xám rất thanh lịch cho các chị nữa đây ạ. Đó, rất là đẹp. Nếu như mà những chị yêu nào mà có bạn bè thân thiết nè, đồng nghiệp thân thiết, hãy mua và mặc, hãy sở hữu ngay và mặc đôi cùng với nhau như các chị yêu nha. Và đặc biệt ngày hôm nay em Thảo sẽ có một cái chương trình đặc biệt cho em đầm này, đó là mức giá sẽ là 248.000 đồng, mức giá gốc cho em đó là 495.000 đồng. Ngày hôm nay những chị yêu nào mà mình xem video của em Thảo, mình sẽ nhận ngay mức giá cho em đó là 248.000 đồng. Và sản phẩm này chỉ có các chị nhà mình chỉ có thể săn duy nhất tại video này hoặc là tại livestream thôi các chị yêu nhá, sẽ không có ngoài cửa hàng đâu ạ. Rồi, cảm ơn tất cả các chị có nhà mình đã theo dõi video của em Thảo nha. Và nếu như chị yêu nào mà yêu thích sản phẩm của em Thảo đang mặc, hãy comment cho em mã sản phẩm sẽ là DB610 kèm số điện thoại hoặc là dấu chấm ở bên dưới để tất cả các bạn nhân viên của nhà U sẽ hỗ trợ tư vấn cho mình các chị yêu nhé. Còn bây giờ thì em Thảo xin phép được tắt video và xin chúc tất cả các chị của nhà mình sẽ có một ngày làm việc thật là tràn đầy năng lượng và sẽ có một ngày thật ấm áp bên cạnh gia đình, người thân của mình nha. Bye bye, xin chào tạm biệt các chị yêu.